Bia sữa nha. Rồi hết rồi. Đấy. Bi uống sữa giỏi lắm á mọi người ơi. Này. Bi uống sữa nè. Này Bi. Sữa ngon lành luôn. Đi ra cái mỏ nè. Mỗi chiếc sữa nè. Để cho Bi cái nấm dứa chơi nè. Nhậm cái này đi. Nè, Bi không có ngắm cái tay nữa. Mất cái tay riết cái tay nè. Nhìn cái tay nè. Mất tay riết mà hả? Mất cái tay luôn thấy không? Không, mất cái này nữa. Không mất cái này nữa. Đây, nút cái này đây. Nút cái này này. Không dữ quá. Nè. Nè nè nè. Nè 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 nè. Cái bé thật chứ. Nó sợ nè. Bi bi, chửi sao Bi. Nhấm 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 nhấm. Bị hết chửi rồi nè. Thôi uống từ từ thôi con, sợ lắm. Bị uống sữa giỏi chưa. Nè Bi. Bị uống sữa giỏi ghê không. Bi uống sữa giỏi hơn anh Bon luôn nè. Bi à. Bây giờ hết rồi, hết rồi. Mẹ muốn xong cái nấm bút tay, muốn xong cái nấm tay nữa à. Là Bi. Nè, nè, nè. Nè, nè, nè. Nè, nè, nè. Bi á, hôm nay ba Sen đi Vũng Tàu rồi. Mẹ phải, mẹ Tiên phải chăm sóc Bi nè. Ba Sen đi rồi, ba Sen đâu có giữ Bi được đâu. Bi ha. Bi uống sữa giỏi lắm á. Ba Sen đi rồi. Ba Sen đâu có chăm sóc đâu. Bi đi nhớ ba Sen dữ lắm luôn nè. Đi nhớ ba Sen dữ lắm luôn á. Đi ha. Tội nghiệp quá mà. Tội nghiệp đi quá mà. Đi đói bụng mà. Thế nữa cho Bon uống sữa nha. Bon nha, Bon đừng có la nha Bon. Cho anh Bi uống xong rồi tới anh Bon uống nha. Hai Bi. Bi à,
Bị uống sữa giỏi lắm á, bị ham ăn lắm á. Hết, bị ọc một cái là hết luôn. Bị ọc một cái là hết sữa luôn. Bi thấy mọi người thấy Bi giỏi không? Hôm Bi nói chuyện, Bi nghe mẹ nói chuyện, Bi nhìn mẹ nè. Mọi người thấy Bi giỏi không? Bi à? Nè, Bi uống sữa nè. Nè, nè, sữa nè, Bi em uống nè. Uống chứ, thèm sữa muốn chết luôn nè. Sao không uống được hả Bi? Sao thèm sữa muốn chết luôn mà. Sao không uống được? Bi nhìn mẹ nói chuyện nè. Sao không uống được Bi à? Bi à? Bi, 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 nè. Bi uống ít thôi, Bi uống nhiều quá Bi sẽ bị sặc á, Bi ha. Bi uống nhiều quá là Bi bị sặc á. Này, cho Bi trái sô đi ăn nè. Này, ở Việt Nam mà cái này người ta sẽ gọi là trái sô ri. Giống như trái cherry vậy đó. Mình ăn Bi ăn nè, Bi ăn cái ghét không? Bi ăn giỏi lắm á. Bi mới tắm xong nè, Bi được mặt tả đàng hoàng nha. Bi mặt tả đàng hoàng nha. Bi chung chướng lắm. Bi chung chướng lắm luôn. Ôi, Bi ăn hết trái sô ri luôn hả? Bi ăn hết trái sô ri luôn rồi, còn gì nữa đâu. Ăn hết trơn hết trọi rồi, còn gì nữa đâu. Trời ơi, ăn hết trơn hết trọi trái sô ri người ta rồi. Ăn xong rồi nhả lại vô áo đó con. Nè con đi xuống được dưới ăn nè. Bi nhìn nè á, Bi nhìn đồ ăn đấy. Bi nhìn đồ ăn ấy. Bi nhìn đồ ăn á Bi. Bi nhìn đồ ăn hả Bi? Thì Bi lấy cho Bi thêm một trái nữa nha. Nha. Bi biên cái nhỏ thôi nha. Ăn si mê luôn này. Ăn ngon lành chưa kìa. Bi, 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 Bi. Bi à. Bi nhìn gì á Bi. Bi à. Cứ Bi chứ kia Ban đâu mà Ban kia nữa Ban. Bi ăn sorry ngon không kìa trời ơi. Bi ăn giỏi lắm luôn. Bye bye mọi người nha. Bi bye bye mọi người đi. Chú cúng ngoài hàng xóm kêu lớn quá nè. Con gì kêu á Bi? Con gì kêu gâu 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 á Bi? À, Bi đi, Bi đi xuống đi lấy đồ ăn đi. Bi đi xuống đi lấy đồ ăn đi. Này nhìn Bi ăn này thấy. Ấy, Bi nha. Bi ăn ghê chưa? Hỏi của Bi ăn không? Ăn cái miệng dính rồi. Ăn cái miệng còn dính nó kịp. Ơi con gái ăn gì đâu mà xấu xí quá đi. Con gái ăn cái gì đâu mà xấu xí quá đi. Đấy. Bi ăn ngon chưa? Rồi Bi xuống Bi bóc nữa nè.
Bóp đi, chuẩn bị bóp đi, đi ăn nữa nè. Đấy, đi ăn giỏi lắm. Tao không? Rồi, ô, đi ăn kìa. Ôi trời ơi, chị đi ngồi đi ăn hết rồi. Chị Tiên đâu có bỏ đâu, mẹ Tiên đâu có bỏ con đâu. Con ngồi đây ăn đi. Mẹ đâu có bỏ Bi đâu. Mẹ Tiên đâu có bỏ Bi đâu. Bi sợ bỏ. Bi sợ bỏ, cái Bi lật được Bi chạy lại Bi ôm liền à. Thôi dớt nè, ăn dớt tùm lum tùm la luôn.